ហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវការឆ្លើយតបរឿងរបស់គាត់តទៅម្ដងបាទអញ្ចឹងបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទស្សនិកជនរបស់យើងមានច្រើននៅទូទាំងប្រទេសទៅម្ដងមិននឹងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ បាទអញ្ចឹងមិញនេះប្រិមិត្តរបស់យើងបានជ្រាបហើយព័ត៌មានមួយដែលប្តីបានចោទប្រកាន់ថាប្រពន្ធមានសហាយស្មន់ហើយទៅតាមទាន់ជិះជាមួយនឹងប្រុសឈ្មោលនៅជិតនាការបាទឥឡូវនេះខាងនាងនេះខាងប្រពន្ធនេះសូមឆ្លើយតបវិញបាទកាលពីល្ងាចនោះគឺនាងមិនបានឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងបានឆ្លើយតបសូមធ្វើការឆ្លើយតបបាទទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមិញនឹងនិយាយទាំងយំសរសេរសារស្លាកផងបាទប៉ុន្តែក្មួយស្រីណាពូនិយាយតែពាក្យដែលក្មួយប
bàn chùa đấy hoàn toàn tha rương rau để cả lang để khiom sai mình nó cứ rụng quạt nâng hơi bà quạt bàn tu sắp một bà khiom tha quạt phơi cả nghĩa đâu nà cả bật bật quạt mềm hơi bàn bà khai tay mà rồi xài sập đồ la tê nông mùi khai niêng sọc thằng ai bị bạn nè tình tia kê tầm lai phù mùi mơn đồ la để ruột nâu chìu mùi phát đây để miền cho nóng đáy côn bầy nẹ bật bật quạt mềm ai thầm là tầm lại tiền ní cứ chơi lôi kê đòi chọn ca kê một tuần lần phiền ní cứ xong tình yêu kia không mùi khai buôn rồi hà sập đô la không mùi khai hai ca đọc lại đó đó xâm rắp ở tầm lại thay tiền ní cứ mình toàn chọc sọc cụm nó lại tên nâu tầm lại tiếp là mang chiếm vì bì mơn tập bây mơn đô la thèm tiết từ tớp ở một cụm nâu cả tình tiền ní bà thầy niên bàn bạp thà tam thòm mà đá cứ niên một thua ca chỉ thòm mà đá tê mình miên xa hai xe mòn ấy toàn tới xót bà bàn tay vào đây tế đại chìa vào đây bà chăn và mình chọn ở nhóm một thua ca nơi cả lại những khai miên giả hài xe mòn hai bà tòa một tiết niên của bàn phép tha ở cả lòng một niên mình bàn nâu đầy tiền nâng cứ mình men bàn nây tha tự đê chìa mùi nâng prosh mùl xa nai hà trầy con giả hài nà tê bà tù bây niên bàn ọt bàn kê nhập tiết còn niên đòi xa tại thua ca nâu cả lại nế vì dục bí chân sốc chấp tha tự đê tiền mật phẹt mình bán tới đây chỉ mỗi nâng tiết prosnay giả hai xe mòn này nà tê cứ tới đây chúng tiết mật phẹt hai bê khá tiết ở bán tới đây tiết có đôi xa tế nhưng giúp ấy chứng tới đây tiết mật đài anh chẳng tìm mũi nhưng thả bỏ ở bán tập tiết nâng có đôi xa tế tự thư ca giúp mô vinh tới đây tiết mật phẹt thêm đó chuyên cá tới đây tiết mạng bần tay tần này phải hai chị ai tôi tên này chứng ngò là hạ cho bộ giúp chẳng một ở từ đây tiền mất phẹt chẳng lẽ cho mình phong đây tiền mỏng rồi nên từ trường học chẳng tiếc đó nè bà nó còn là trường học lì lì nhưng mà từ lâu nhưng mà với những trong trong dây phẹt 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 và phí chậm lái bà có để bàn phẩm cho mình bà bắt đầu một tiết niên có bàn phẩm thà miền thằng ngày mùi nó ở đây bọn niên bàn phụ bạp đầy chập vay niên nó không bẩn túc thua ôi niên ở chư chọc chập hãy coi một tiết có tàu vay nó không nó không dần cắt nó không bẩn lạnh bởi lý bóng băng giả lăng tiệp hòm và ai còn cả thái chân bạn chân ở vây đề niên chân lên lạc vào đây đi đòi xa tại cả thua tì rôn ở cam phì vào đây khẳng phì hãy nơi giúp thằng ai cả hết đi niên tam bất bầm non bồn bòn nó cứ chân thực hết xìm riêng tiền mong đọc bì giúp nâng thầm đòn để chi làn không chênh tàu hết ấy bạn chỉ niên chân chi là chân tàu khát xìm riêng tiền giúp đòi xa tè bê nụ niên bàn phật đăng đo thật đầm bay lên lạc kia hai phật đây nó tìm đọa dọc làn tục hai ỏi niên bật thêm lùi pi pon đô la tiết từ bài lệnh bàn chẳng hai đời xa tên niên khuyên lùi niên có sự mẹ chật thải dục mạnh đi cường chỉ một tổ đột nâng tờ làn không đầm bay tàu khát xìm riếp tiền giúp tiền mong đọc bì giúp nâng tèm đón đầm bay tờ dọc thay đây để kỳ tinh đây nó nóng dọc pi pon nó một giòn một ỏi phật đây nó ỏi lên lạc kia tèm đón bà nâng niên thang chẳng chẳng là hốt đoàn niên pra thà bà tu bây khuyên thua chia sẻ khôi cả đói có dọc lùi nụ một trình châm cầu này buộc vào đây ở miền thư ca nghe đi lùi tiền o cứ tại niên thư ca là bây dọc cầm rái tiền o ní một tình tiền đại sao tại vào đây ở thư ca ấy và tại mấy nhà môn nâng vào đây ta luôn nâng thư ca nghe nâu cầm hôn tì xò và tại lâu kháng bộ phôn này ná lúc vào đây ná kháng bộ phôn này ná dễ mình khuyên nè dễ còn là khuyên nòm xa ná kháng bộ phôn phôn ai những tháng ôn ấy ở miền thư ca nghe ấy tê hai thư bạp kê hòa giúp thư tiêu rôn là cam kê rồi giúp
chẳng hai ban chia môi giấy nên nấu ban sọc chặt tập về khác chạy bị thừa cá từ đây tiêm mật phe về khác tiệt tới từ đây mùi mạ chẳng à bà chẳng hay lan lan làm môi nâng ở lâu vào đây vô tục hơi à hay tới vào đây nó tha ở thêm pi pòn tiết vào trong lệnh đây à bây giờ tôi hay dục mình nâng niên tha prong tới khát xiêm riêng tại tôi chạy đón đời xa tại niên tha cả lòng mòn nâng vào đây nâng tay là tam đan kia là hốt đồ thư ca nghe ba này tam đan là hốt và để thưa ơi niên mình sợ bài chất chỉ riêng rồi thứ ngày một thư ca đời xa tại vào đây tam đan vì bà nâng cho một đằng đây nó quạt dây chân màu bà nâng xong mà chụp điệp chun bà nâng nắp của một nâng cứ phía xa khẳng vào đây tại lâu phía xa khẳng bộ bôn bà quạt bọ xài chân bà chẳng xong bà nâng cho tôi tên chân bà đầm bây cùng ôi về chân ai bây đời xa thứ mấy bà quạt xong bọ xài ra hơi chân dương tâu tại bọ xài ở quạt chùm lời bà quạt chẳng mấy bà quạt trâu tay chân này gì bà tỏ cha cho từ cả này cơ thể trả cho bao dương với cha cả này mùi ní rồi dân bị kướng ở phần đầu khnía buông chân co tự bộc phí rồi bong bạn mùi bờ lo rồi dân đặt ắt rồi dân đặt ắt tùm lẹ ắt cho rồi hai đây ắt che giờ rồi dân một kướng tiện mà phần đầu ở lươn pế vừa ao rồi dân đặt ắt nốt buông chân co mình toán rồi chân co tự bộc phí rồi bong té rồi bong bờ chì bờ rót bạn mùi bờ lo cả này ní cả láng cả pì mong bầm bấy phàm phàm nít giúp thay mà pay mặt ra bộc té lấy chật bầm pí ផ្លូវលេខ206ប្រាំបួនសង្កាត់បឹងសង្កាត់ទឹកលោកទី3ខណ្ឌទួលគោកសាហ្វៃឃើញហេតុការណ៍ដែលថារយន្តមកកជាប្រភេទរយន្តដឹកឥតបានបើកទៅទម្លាក់ឥតនៅកន្លែងកាត់ហេតុខាងលើរួចហើយចាស្រាប់តែរយន្តដីអត់ឆេះទើបយករយន្តមកគ្រឿងទៀតយកមកបណ្ដោងយកទៅវិញចាហើយមកដល់កំពង់តែអូបណ្ដោងនោះរយន្តដែលជាអ្នកបណ្ដោង ចាបើកលឿនពេកគឺធ្វើឲ្យរថយន្តដែលខូចបងចង្កូតអត់តាន់ក៏ជ្រុលទៅបុកធ្វើរបងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបើអស់មួយប្រឡោះបែកផើងផ្កាមួយចាក្រោយពេលកាត់ហើយធ្វើការរថយន្តនឹងម្ចាស់ផ្ទះខាងលើស្គាល់គ្នាខាងរថយន្តជួសជុលហ្វងសំណងការខូចខាតហើយបើរថយន្តយកទៅជួសជុលដល់ខ្លួនឯងទៅ បាទថាខាងរថយន្តគាត់ជួសជុលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើណាចាអរគុណឥឡូវងាកចេញពីរឿងនេះគឺបន្តចូលទៅរឿងមួយទៀតចាប់បានចោលលួចចង្ក្រាននិងឆ្នាំងដាំបាយហើយបាយជារត់បាត់ទៅវិញកំឡុងល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខត់ខ្លួនចោលលួចចង្ក្រានហ្គាសឆ្នាំងដាំបាយខ្សែភ្លើងម៉ាស៊ីន VCD ចាឧបករណ៍ចាប់បំពងសម្លេងនិងអង្គរដប់កំប៉ុងចាច្រកក្នុងក្រុងបានហើយបំរុងនឹងដឹកយកទៅធ្វើការហ្វាក់ហ្វួរប្រាប់តែចោលរូបនោះកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង1:05នាទីរំលងអធិរាជឈិនចូលថ្ងៃទី21មករាតាមផ្លូវបេតុងភូមិទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុក ប្រភពព័ត៌មានពីកម្លាំងល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានដែលដឹងថាគណៈដឹកនាំកំពុងតែល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានស្រាប់តែប្រតិការឃើញចៅម្នាក់យួរថងមួយគួរឲ្យសង្ស័យបានខត់ខ្លួនឆែកឆេះរកឃើញមានចង្ក្រានហ្គាសឆ្នាំដាំបាយខ្សែភ្លើងចាំមកហ្វិន វីដេអូប្រម៉ាតកិច្ចចាប្រាប់ឲ្យឡើងម៉ូតូទៅដឹកយកទៅហ្វាក់ហ្វួរនៅប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាប្រាប់តែចៅរូបនោះរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោតែម្ដងមិនសល់ទុកតែវត្ថុតាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុអូមិញនឹងរត់បាត់ហើយអញ្ចឹងអូយើងថតជាប់ដែរមិញមិញនឹងរត់មិញអាប៉លិសុភាអឺមិញមិញចាំមើលឃើញរូបមិញចាបាទផ្ទះផ្ទះសួរប៉លិស สมโตบ้องยมอดหลอบลวยเด้ได้ว่าตอลไอ้มวยเด้สมโตบ้องสมลางมอเตอร์จับโอ๊ยโอ๊ยตบบาดเออตบบาดได้ลูกเลี้ยวตบบาดได้มามานั่นตบปูนน้องกระเพราก็นี่แม่นจับบ้านมาไว้เนี่ยในรูปใจรูปมิ้งตบบาดได้บาดบาดได้บ่าแล้วนี่ยัง កលេចមើលឯងនៅរឿងទៀតតាចាមរឿងទៀតនេះគឺករណីហ្វីណូចាអ្នកបើកម៉ូតូហ្វីណូហ្វរវងបុកម៉ូតូវីវ៉ាបណ្ដាលរងរបួសស្រាលតែខូចខាតម៉ូតូសងសំណងខ្សែ5ដុល្លារម៉ូតូហ្វីណូជិះពីអ្នកហ្វ្រេមម្នាក់ប្រុសម្នាក់ជាអ្នកបើកបុកក្នុងស្ថានភាពហ្វរវងជិះរេពេញតែផ្លូវទៅបុកម៉ូតូវីវ៉ាជិះ3អ្នកជាមនុស្សស្រីបណ្ដាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងនិងរងរបួសស្រាលហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុ ចាហើយគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង9:05នាទីយប់ថ្ងៃ25មករាមកផ្ទះសំណាក់ហងនេះ
tam phlae lay 202 phang kap tok lak ti 3 khan tu kok hai ba tam prapop poramean veng tha moto fino po so lay khmau chih pi neak frey mneak pro mneak chih neak baok moto tam phlae lay 202 pi ka ta lay te bok nang moto viva po krohom chih 3 neak chih manu frey thveu damna tam phlae lay 265 pi cheang te tbong mok dol chomnoy khang lue moto fino keu bot sdam te bok nang viva bandal ao rolot dai cheang teang ok khnea tae khoch kha moto yang damnom krai pe kan hai phiki teang pi cho cha khnea bach ចាប់រឿងនៅកន្លែងកាត់ហេតដោយខាងម៉ូតូវីវ៉ា555ដុល្លារបញ្ចប់រឿងចាបាទបាទឥឡូវបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងហើយសូមកលេខទៅមើលរឿងចាស់ម្សិលមិញតិចរឿងអាគីភ័យដែលឆេះនៅខាងនេះខាងអសីកែវកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃណាបីឆេះម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងដែលស្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះផ្សាយម្សិលមិញហ្នឹងចាបាទហើយអាគីភ័យហ្នឹងចេះទៅតែអ្នកជន មិញនឹងខាងបងគាត់នឹងទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាលោកទីតាមពិតទៅប្អូនរបស់គាត់ដែលស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងមិនមែនរឿងដោយសារតែសវឹងស្រាទេបាទមិនមែនរឿងដោយសារសវឹងស្រាទេដែលឆេះនៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់ថាប្អូនរបស់គាត់នឹងគឺជាអ្នកផឹកស្រាសស្រាថ្នាំមែនស្រាសស្រាថ្នាំប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមុនពេលកើតហេតុហ្នឹង ប៉ុន្តែវាចៃដនអីម្សិលមិញហ្នឹងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងចេះតែដើរទៅបលាយក្មេងយកប្រដាប់ពាក់មុខយ៉ាក់ហ្នឹងទៅបលាយដើរបលាយក្មេងនៅទៅនេះទៅទៅនោះអញ្ចឹងទៅបាទរត់ឡើងលើផ្ទះក្មេងភ័យគ្រប់គ្នាបាទហើយដល់ពេលខាងអ្នកចិត្តខាងមកឲ្យទៅបលាយឯក្មេងមកទៅផឹកមួយអញទៀតគេថាថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ផឹកទេអត់ផឹកដាច់ខាតមកបាទអញ្ចឹង គេយកតាមុខយ៉ាក់នឹងទៅដល់តម្លាយគ្មេងបាទស្រាប់តាដល់ពេលយប់ឡើងមុនពេលគេស្លាប់នឹងគេដេកហើយរួចហើយគេប្រាប់ម្ដាយបាទសាកសពនឹងបានប្រាប់ម្ដាយរូបភាពអឹមសឹមមិញហ្នឹងសាករីបាទមើលរូបភាពឆេមសឹមមិញចេះស្លាប់សឹមមិញបាទអញ្ចឹងដល់ពេលមុនពេលគេស្លាប់នឹងគឺគេបានប្រាប់ម្ដាយប្រាប់ម្ដាយថាម៉ាម៉ាឯងបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅសូមម៉ាឯងមើលកូនខ្ញុំផងណា បាទសាកសពនឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងបាទសុំមើលកូនខ្ញុំផងពួកខ្ញុំប្រហែលជាអាចស្លាប់ហើយហើយម្ដាយនេះពេលលើកូននិយាយអញ្ចឹងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលថាហេតុអីបានជាកូនឯងនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងបាទហើយក៏អត់ដឹងហើយក៏ដេកទៅដល់ពេលដេកទៅស្រាប់តែដល់ពេលយប់កើតហេតុហ្នឹងគឺក៏មានអគីភ័យនឹងកើតឡើងមានអគីភ័យកើតឡើងហ្នឹងគឺប្រពន្ធនៅសវេសវ៉ាមុនពេលទៅលើកូនពេលដែលភ្លើងឆេះក្រុមផ្ទះហើយក៏បានចាប់ដំប្រពន្
bên lúc ở đây bàn ngợp và ở đây bàn ngợp cùi hai ngợp cùi hai thảo tranh 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 phương trái hai ở đây nó cứ thơm thòm ná ngợp bên mày bên mày anh ngợp cho thọ ngợp cùi thòm ná tới ăn ngợp tận là đập ở đây khơi bập bùn ở đây đi đôi ở bên chạm ở rầm trắng bập bùn nó bảy nháp từ bay con tranh bảy nháp từ bay con tranh nè giảm gió bị hơi phương rồi đôi chia từ giật xuống thôi có bảy nháp từ bay con tranh chẳng bay nè đó tranh máu rồi hai ôn môi tiết con rồi con bo môi tiết rút từ do từ hao à ở đây đó nè ở tranh bị mung đó là về tới đó sắp ta phổ quân để tiên vào đây hết vào đây gọi đây từ vinh đó anh này rút từ mưa từ tiên nhập vào bon thay anh từ bon nâng từ pui này từ pui của cồn bon và từ tiên đó về từ tiên nhung muốn đó về từ đó khơi nhung muốn khơi từ muốn ở khơi mà nung mà đang tiệt tay này tay tam bứt mà nung cứ nâng nhung muốn nè có thật từ đó ở khơi về đôi chị ai chạy dạ pe từ đó bằng mung mưa ở khơi bon ở khơi pui đó ở khơi pú ở cả trên một bên thảo ở khơi nhé đó ở khơi thành chắc mày ruột trên như ruột trên nó chè nên nó ngọt nên nó mông tận tay và chẳng còn trong dây thạp hiếp ai cha thì dạ chấm pú cả cả lan đều áp khi thấy tẹp bay khăn ong nên gọi là tam bất tử men sập văng để nhận đăng luôn thì cứ cả lan chẳng bạn vận tài mà sao mình đi có miền chấm nuôi mình thọ đây hay càng cả các bạn có hôm lại đầm nang cả các bọn có hôm Campuchia bạn nom dọc nơi chấm nuôi đôi chị từ sầm lạp Krosa để bạn sầm nâng cứ miền ông co nâng cứ mà đôi 20 kg mì đọc cái thực lối thạo vị ca nó miền chấm nuôi pi liền riêng
và ní khang khang sàn sọc ấy làm sao mình và tại sao mình có khang các bạn có hòm khang sầm này kia tập bình đất ở crom ca nghĩa các bạn có hòm nướng york ở chùm núi nướng từ ở khang cua sa tặng bay cua sa nướng hai tại đây sao miền bầm pel cua miền bầm mui cua sa tiết đại miền phật bạc bò lắm chẳng khang các bạn có hòm bạn phật đó chùm núi chẳng ở nước chùm núi bầm buôn cua sa cà phê sầm mình bạn vận tải sản phẩm anh ạ sạp nâng cửa sạp sạp nâng cường còm rồi 20 kg mì đọc cái thực tray thực sĩ lùi pi liền tiền và sao mày nhận bà là nơi xông xa clay môi tiền bà đào máu bà ô đỏ bà đấy bà tàu mày cá bà chân bò xa nâng tàu mồ rùa chứ bà xông bê sản phẩm tay chân tụi tên này chuẩn tình tiết dừng vớt một chút nên là vẹn trong còi bà